vị và các bạn thân mến, sau nhiều năm nỗ lực chuẩn bị nhân lực và phương tiện, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đưa thêm một kỹ thuật mới hiện đại, một thành quả y học tiên tiến nhất trên thế giới vào phục vụ công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho nhân dân địa phương, đó là tim mạch can thiệp. Vậy tim mạch can thiệp là gì? Tim mạch can thiệp có ưu điểm gì đặc biệt so với mổ tim trước đây? Mời quý vị và các bạn cùng tìm câu trả lời trong phần mở đầu của chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Đây là một trong những trường hợp bệnh nhân choáng tim do nhồi máu cơ tim cấp, lần đầu tiên được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Người may mắn đó là anh Nguyễn Văn Rự ở phường 8 thành phố Đà Lạt. Tôi là bệnh nhân, nói chung là đã chết thì được đưa về đây cấp cứu. Đơn vị cũng như ekip bác sĩ đã tận tình cứu và giúp đỡ cho bản thân tôi cũng như gia đình. Đến ngày nay tôi được ngồi đây mà được nói trên truyền hình như thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi. Cách cuối cùng của tôi là tôi cảm ơn tất cả ekip của cái ca mà cứu tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Bệnh nhân thì người nhà ở Đà Lạt, bệnh nhân được đưa bệnh viện Bảo Lộc sơ cứu, sau đó được chuyển lên phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng bệnh nhân đau ngực, choáng, huyết áp thấp, da tái, lơ mơ. Bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với lâm sàng, chẩn đoán xác định là một trường hợp choáng tim, nhồi máu cơ tim cấp vùng thất phải và vùng dưới. Bệnh nhân sau khi chúng tôi tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu ban đầu và tiến hành hội chẩn cấp cứu, đưa bệnh nhân vào trong phòng tim mạch can thiệp. Trong tình trạng bệnh nhân rất nặng, đã có block AV độ 3, tức là một cái tình trạng tắc nghẽn đường dẫn truyền của tim và tình trạng huyết áp thấp mà có rung thất. Chúng tôi đã tiến hành sốc điện cấp cứu và tiến hành chụp mạch vành. Sau kết quả chụp mạch vành thì cho thấy là bệnh nhân tắc nghẽn hoàn toàn một nhánh động mạch vành bên phải cộng với 80% nhánh động mạch vành trái. Kíp can thiệp đã tiến hành can thiệp cấp cứu đặt stent nong và đặt stent mạch vành bên phải. Sau khi chụp lên, chúng tôi xác định được bệnh nhân bị có một vị trí hẹp ở nhánh động mạch vành trái. Tuy nhiên đây không phải là động mạch thủ phạm mà gây nên tình trạng nhồi máu cơ tim của bệnh nhân. Chụp lên động mạch vành trái, vành phải, chúng tôi thấy có một vị trí tắc. Chúng ta thấy một vị trí bệnh nhân bị tắc ở chỗ này. Thì chúng tôi xác định đây là vị trí mà bệnh nhân bị tắc để gây nên tình trạng nhồi máu cơ tim của bệnh nhân. Và chúng tôi đã tiến hành can thiệp trên vị trí này của bệnh nhân. Đây là chúng ta thấy cái chúng tôi tiến hành can thiệp. Chúng tôi đi quay một cái dây dẫn vào trong lòng mạch máu tại chỗ này. Và chúng tôi đặt trực tiếp một stent tại vị trí chỗ này. Chúng tôi đưa bóng vào vị trí chỗ này. Và chúng tôi nâng lên. Thì sau khi nâng lên chúng ta thấy mạch máu đã được nở ra. Chúng ta thấy mạch máu đã nở ra. Sau khi đó chúng tôi tiến hành là chụp lại thì mạch máu đã được stent áp sát, nở rộng đường kính và máu sẽ đã tưới máu lại phía dưới cho bệnh nhân. Như vậy rõ ràng bệnh nhân này đã được cứu sống qua cái cơn hiểm nghèo vì tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Và ca này chúng tôi thực hiện tại phòng tim mạch can thiệp trong vòng khoảng 12 phút đồng hồ để mà kịp thời cứu sống cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân được can thiệp thì bệnh nhân có cải thiện mặt lâm sàng, huyết áp thì có lên, bệnh nhân bớt đau ngực và sau đó bệnh nhân đã được chuyển về hồi sức tích cực để tiếp tục thở máy, dùng có thuốc chống loạn nhịp và thuốc tăng huyết áp. Bởi vì trong cái tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành như vậy thì cơ tim có sự tổn thương, kèm theo đó là tình trạng suy tim sau cái hậu nhồi máu. Những ngày sau hậu phẫu thì bệnh nhân đã được chăm sóc rất tích cực bằng các biện pháp như thở máy, dùng thuốc nâng huyết áp, thuốc chống loạn nhịp. Những ngày sau thì tình trạng của bệnh nhân còn rất nặng. Tại hồi sức cấp cứu thì các bác sĩ tim mạch can thiệp phối hợp với hồi sức tích cực đã tiến hành dùng các thuốc giảm đau và nâng huyết áp, thở máy, chống loạn nhịp. Tình trạng bệnh nhân thì được cải thiện dần đến ngày thứ 6 sau can thiệp. Thì chúng tôi đã ngừng được hoàn toàn thuốc vận mạch, rút được máy thở và bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Đến ngày hôm nay, ngày thứ 12 của điều trị thì bệnh nhân như
Quý vị thấy thì bệnh nhân đã được tỉnh táo hoàn toàn, hết đau ngực và các hình ảnh điện tim đã tương đối trở lại ổn định và lâm sàng bệnh nhân cải thiện hoàn toàn. Đây là một trường hợp mà phối hợp rất chặt chẽ giữa thì cấp cứu ban đầu tại phòng cấp cứu, đơn vị tim mạch can thiệp và hồi sức cấp cứu. Để trước đây thì khi mà chưa có đơn vị tim mạch can thiệp, những trường hợp này thì khó khăn rất lớn bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân không thể chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh trên một đoạn đường dài với đầy những biến chứng để can thiệp, mà hoặc là với những cái biện pháp điều trị nội khoa thông thường thì thông thường không thể cứu sống bệnh nhân được, và những trường hợp này thường là tử vong. Thì đây là một cái trường hợp mà từ khi triển khai được cái đơn vị tim mạch can thiệp thì đây là một trường hợp chúng tôi cho rằng rất là thành công và đã cứu sống được bệnh nhân. Như vậy, sau nhiều năm nỗ lực chuẩn bị nhân lực và phương tiện, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đưa thêm một kỹ thuật mới hiện đại, một thành quả y học tiên tiến nhất trên thế giới vào phục vụ công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho nhân dân địa phương, đó là tim mạch can thiệp. Với sự đóng góp quan trọng của tiến bộ về công nghệ, đó là máy DSA. Ưu điểm vượt trội của máy DSA là phương pháp chẩn đoán hình ảnh kết hợp giữa việc chụp X-quang và xử lý số, sử dụng thuật toán để xóa nền trên hai ảnh thu nhận được trước và sau khi tiêm chất cản quang vào cơ thể người bệnh, nhằm mục đích nghiên cứu mạch máu trong cơ thể. Nó giúp chẩn đoán sớm được các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến bệnh lý mạch máu, đặc biệt là bệnh lý mạch vành. Vậy, can thiệp tim mạch là gì? Kỹ thuật can thiệp tim mạch là gì? Kỹ thuật can thiệp tim mạch là người ta dùng một cái ống catheter nhỏ luồn vào mạch máu trong cơ thể, có thể là đi từ động mạch đùi ở dưới chân hoặc là động mạch cánh tay để luồn vào trong động mạch vành của quả tim. Và sau đó người ta sẽ dùng một cái dây dẫn, người ta gọi là guide, để đi vào trong lòng mạch máu và dùng một cái bóng để mà nong cái mạch máu đó lên. Sau khi mạch máu đã rộng ra thì người ta sẽ dùng một cái stand còn gọi là giá đỡ để mà nong mạch máu ra. Cụ thể trên một cái hình ở đây, chúng ta thấy là chúng tôi đã tiến hành chụp cho một bệnh nhân và chúng tôi đã xác định là bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim do tắc hẹp tại hai vị trí của cái nhánh liên thất trước của động mạch vành trái. Chúng ta thấy là hai vị trí tắc ở đây và chúng tôi sẽ tiến hành làm cho trên bệnh nhân này bằng cách là chúng tôi đưa một cái dây dẫn vào bên trong lòng mạch máu và chúng tôi tiến hành nong lên cho bệnh nhân. Và đây là hình là chúng tôi đã nong mạch máu lên cho bệnh nhân xong. Sau khi nong mạch máu cho bệnh nhân lên xong, tại hai vị trí chỗ hẹp ở vị trí dưới đây và vị trí trên đây, sau đó chúng tôi chụp lại sang thương, chúng tôi thấy là lòng mạch máu đã tự rộng ra một cách tương đối và chúng tôi đã tiến hành đặt stent. Đây là vị trí stent chúng tôi đặt vào vị trí thứ nhất. Đây, chúng tôi đặt stent vào xong và chúng tôi tiến hành dùng bóng để nong cái stent rộng lên. Và kết quả chúng ta thấy rằng mạch máu đã được nong ra và cái stent nó sẽ áp sát lại lòng mạch máu, như vậy mạch máu sẽ không còn hẹp nữa. Chúng ta thấy là mạch máu đã được nong ra. Đó, hồi nãy chúng ta thấy vị trí hôm nay là vị trí tắc, sau khi chúng tôi đã dùng stent chúng ta nong lên, xong rồi dùng cái đặt cái stent vào, dùng bóng nong cái stent lên thì chúng ta thấy mạch máu đã được thông ở vị trí này. Tuy nhiên vị trí này vẫn còn tiếp tục hẹp và chúng tôi tiếp tục dùng lại một cái quy trình như cũ. Và chúng tôi sẽ dùng một cái stent thứ hai, chúng tôi đưa vào cái vị trí mạch máu còn hẹp và stent thứ hai nó sẽ áp sát, nó sẽ chồng lên stent thứ nhất và chúng tôi sẽ tiến hành dùng bóng để nong lên. Chúng ta thấy là chúng tôi đã tiến hành dùng bóng để nong lên. Nhưng như vậy, chỗ vị trí tắc hẹp thứ hai đã được nong ra và stent đã áp sát vào lòng mạch máu. Như vậy chúng ta thấy là chỗ vị trí hẹp đã được đặt stent và nong lên. Chúng ta thấy như vậy, sau khi chúng tôi đã rút stent, rút dây dẫn và rút bóng ra, chúng tôi chụp lại thì chúng ta thấy là so với ban đầu thì cái vị trí mạch máu hẹp ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai đã được nong ra hoàn toàn dưới sự áp sát của hai stent. Như vậy mạch máu, như vậy quả tim đã được nuôi lại trở lại bình thường nhờ hai vị trí hẹp là chúng tôi đặt stent. Nói tóm lại, quy trình kỹ thuật đặt stent là người ta phải đưa một cái catheter nhỏ vào trong mạch máu trong tim, dùng một dây dẫn như thế này để đưa vào và xác định vị trí chỗ hẹp,
dùng bóng để nâng cái vị trí trụ hẹp lên. Sau khi nâng lên, chúng tôi đặt một cái đưa một cái stand, chúng ta gọi là giá đỡ, và chúng ta dùng bóng để mà nâng cái stand rộng ra. Sau khi chúng tôi rút bóng ra, rút dây dẫn ra thì mạch máu đã được nâng lại ở vị trí bình thường. Như vậy quả tim, ở phần tim, cơ tim ở phía dưới đã được nuôi máu, chức năng tim đã trở về hoạt động bình thường. So với mổ tim trước đây, tim mạch can thiệp có nhiều ưu điểm vượt trội, đó là không cần gây tê, không đau, không chảy máu, thời gian thực hiện ngắn khoảng 30 phút đến 90 phút, tỷ lệ biến chứng rất thấp, bệnh nhân có thể đi lại, sinh hoạt sau 24 giờ, chi phí thấp hơn so với mổ tim, có thể thực hiện trên bệnh nhân lớn tuổi. Tuy nhiên, để công tác chẩn đoán điều trị mang lại hiệu quả cao, kiến thức phòng nhận biết tình trạng bệnh để đến với cơ sở y tế kịp thời của người bệnh cũng hết sức cần thiết. Để có thể mà điều trị tối ưu về cái bệnh lý động mạch vành, thì khi chúng ta có những cái triệu chứng, ví dụ như chúng ta cảm thấy mệt ngực hoặc là cảm thấy đau tức ngực, cho dù là có hoạt động hay không hoạt động gắng sức mà chúng ta cảm thấy mệt đau tức ngực trái, thì chúng ta nên đi khám để mà bác sĩ có thể là nhận định và cho một cái chiến lược tầm soát, và cần thiết thì có thể là cho chụp kiểm tra mạch vành. Nếu mà có hẹp thì chúng ta sẽ tiến hành có thể nâng ngay chỗ hẹp, tránh trường hợp là gây ra một hiện tượng nhồi máu cơ tim cấp phải làm cấp cứu. Dù sao đi nữa, khi chúng ta bị một cái trạng thái cấp cứu thì cái nguy cơ về cái tính mạng nó cao hơn là so với trạng thái chúng ta đã được kiểm tra sớm và chúng ta có một cái chiến lược, có một kế hoạch để làm can thiệp, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Nói tóm lại là khi chúng ta có một số triệu chứng như là đau ngực, mệt, tức ngực, khó thở mà đã được điều trị thuốc một cách tối ưu, chúng ta cảm thấy cái tình trạng đau ngực nó không cải thiện, thì chúng ta nên tới cái phòng khám tim mạch để cho bác sĩ chuyên khoa có thể là định hướng và có kế hoạch chiến lược để giúp đỡ chúng ta khảo sát về bệnh mạch vành. Hiện nay ở nước ta nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch ngày càng cao. Việc đưa ứng dụng kỹ thuật tim mạch can thiệp vào hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã mở ra cơ hội được chữa bệnh bằng phương pháp ít xâm hại nhưng mang lại hiệu quả cao cho rất nhiều bệnh nhân tim mạch. Không chỉ cứu sống kịp thời được những trường hợp bệnh nguy kịch, với kỹ thuật hiện đại này, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân địa phương được thụ hưởng những kỹ thuật cao trong điều trị với chi phí tiết kiệm đáng kể. Chữa bệnh từ sản phẩm con ong. Con ong hút mật và lấy phấn ở các loại hoa. Sau khi luyện qua dạ dày, ông đã thêm vào mật hoa các men, chất hữu cơ, các chất diệt khuẩn và chế biến ra mật ong là một chất lỏng, sánh đặc để làm nguồn thức ăn. Loại tinh túy nhất để dành riêng nuôi ong chúa gọi là sữa ong chúa. Loại mật thường dùng nuôi cả tổ ong. Cặn bã là sáp ong, dùng để xây tầng làm chỗ ở chung và đắp mũ là chỗ ở riêng cho ong chúa. Các sản phẩm của ong mật được sử dụng làm thuốc gồm mật ong, sữa ong chúa, nọc ong, keo ong, phấn hoa. Mật ong có hai nguồn, hoặc lấy từ ong hoang ở rừng hay từ ong nuôi ở nhà. Mật ong rừng và mật ong nuôi cũng giống nhau, phẩm chất tùy thuộc vào nguồn thức ăn của ong mà không phụ thuộc vào giống ong. Ong nhỏ, ong ruồi, ong muỗi hay ong to, ong khoái. Nếu ong nuôi với đường thì chất mật xấu hẳn, loãng, chua và kém thơm. Ong nuôi hay sống hoang ở vùng có nhiều hoa của cây ăn quả như nhãn, vải hoặc đậu, bạch đàn thì mật ong ngon lành. Trái lại, ở vùng có hoa cây thuốc lá hay cà độc dược thì mật ong có độc. Mật ong sú vẹt, táo có hàm lượng nước cao nên mật dễ bị lên men chua. Muốn ổn định chất lượng của mật ong trong quá trình bảo quản, người ta làm bay hơi nước tới hàm lượng nước từ 17 đến 20%. Mật ong là một vị thuốc quý đại bổ được sử dụng rất sớm trong y học phương Đông cũng như phương Tây. Mật ong có tác dụng làm giảm độ axit của dịch vị tới mức bình thường, giảm đau, giảm loét,
và đặc biệt có tác dụng diệt vi khuẩn Helicobacter pylori là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm loét dạ dày. Mật ong làm hết các triệu chứng đau xót khó chịu của bệnh. Các bệnh nhân được điều trị bằng mật ong đều tăng cân, sự tiêu hóa tiến triển tốt hơn. Mật ong cũng có tác dụng diệt hoặc ngăn cản phát triển những loại vi khuẩn khác như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn thương hàn. Mật ong là một loại thuốc an thần tốt, giúp cho giấc ngủ được ngon và làm bệnh nhân đỡ nhức đầu, và còn được dùng để chữa ho khan, viêm họng. Ngày dùng từ 20 đến 50 gram, có thể dùng tới từ 100 đến 150 gram, nhưng liều cao có thể gây tác dụng nhuận tràng. Dùng ngoài mật ong nguyên chất hoặc chế thành dạng kem, bôi để trị mụn nhọt, vết thương, vết loét, viêm miệng, lở môi, từ lưỡi. Sữa ong chúa là loại thức ăn đặc biệt của ong để nuôi những ấu trùng trở thành ong chúa. Sữa ong chúa chứa nhiều chất dinh dưỡng, được cho là một vị thuốc bổ cao cấp. Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy sữa ong chúa có tác dụng tốt đối với chấn thương nặng ở mắt do chất kiềm. Sữa ong chúa được bào chế dưới dạng viên nang, dùng cho người suy nhược, mới ốm dậy, da yếu, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ sau khi sinh bị băng huyết, thiếu máu hoặc ít sữa, mất ngủ, kém ăn. Liều dùng hàng ngày, người lớn từ 60 đến 90mg, trẻ em 15mg. Dùng ngoài dạng kem 2%, ngày bôi từ 2 đến 3 lần. Phấn hoa do ong lấy từ hoa mang về tổ, được dùng làm thuốc bổ, tăng cường sức chống đỡ với bệnh tật, chữa suy dinh dưỡng. Một số bài thuốc từ mật ong. Bài 1. Chữa loét dạ dày tá tràng. Mật ong, cam thảo, mỗi vị 10g, trần bì 6g, nước 400ml. Trước hết, sắc cam thảo và trần bì với nước, đến khi cạn còn 200ml thì chắc lấy nước sắc, bỏ bã. Thêm mật ong vào, chia làm từ 2 đến 3 lần uống trong ngày. Chữa tăng huyết áp, táo bón. Mật ong 60g, vừng đen 50g, nấu vừng cho chín, giã nát, rồi thêm mật ong và 200ml nước vào khuấy đều, chia làm 2 lần uống trong ngày. Chữa cơ thể và thần kinh suy nhược. Ăn mật ong đánh với trứng gà vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Chữa hạ đường huyết và hạ huyết áp. Uống 10ml mật ong hòa với nước đun sôi. Chữa ho trẻ em. Hoa hồng trắng tươi 1 bông. Quất chín 1 quả. Mật ong 1 muỗng cà phê. Tất cả cho vào một chén con sạch, hấp cơm rồi nghiền nát. Gạn lấy nước cho trẻ uống làm nhiều lần trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này được phát định kỳ vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 6 giờ 40 phút sáng hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.